nhiều giờ đóng dị nhân. Tuần trước, Dark Phoenix ra mắt, là hồi kết của loạt phim VX X-Men do hãng Fox làm. Tập này đánh dấu cái chết của Mystic, dị nhân được nhiều khán giả quan tâm. Nhân vật có khả năng biến hình, giả dạng người khác và thường khỏa thân, để lộ cơ thể gốc màu xanh. Vai này lần lượt do Rebecca Romijn và Jennifer Lawrence đảm nhận. Cả hai diễn viên đều có thân hình nóng bỏng, phù hợp nguyên bản Mystic trong truyện tranh Marvel. Hậu trường Jennifer Lawrence đóng Mystic quá trình Jennifer Lawrence hóa Mystic. Video, Fox. Jennifer Lawrence bắt đầu đóng Mystic từ X-Men, First Class, 2011. Trên Hollywood Reporter, người đẹp nói áp lực khi người tiền nhiệm của cô quá xinh đẹp. Jennifer ăn kiêng và tập luyện 2 giờ mỗi ngày để duy trì cơ thể hấp dẫn. Quá trình hóa trang dài 8 giờ và khiến cô bị phồng ra trong ngày đầu. Lớp vảy được gắn lên đầu tiên sau đó là ba lớp sơn rồi thêm năm lớp hóa trang để tạo hiệu ứng giống nước bắn lên người. Cô nói, trước khi làm cho Jennifer, nhóm hóa trang phải thử nghiệm 20 lần trên các phụ nữ khác để chọn đúng sắc độ xanh cho nhân vật. Đến X-Men, Days of Future Past, 2014, E, kích đổi quy trình để giảm sự khó chịu cho Jennifer Lawrence, người lúc đó vừa vụt sáng thành sao hạng A, đóng The Hunger Game, 2012, và giành Oscar nữ chính với Silver Linings Playbook năm 2013. Theo Telegraph, cô được mặc đồ bó sát từ cổ trở xuống và chỉ phải hóa trang phía trên. Thời gian thực hiện chỉ còn 3 giờ mỗi lần. Ở hậu kỳ, nhóm kỹ xảo điều chỉnh phần vảy của Mystic, khiến chúng ngắn hơn và khiến đường nét khuôn mặt Jennifer được tôn lên. Quy trình này tương tự ở X-Men, Apocalypse 2016 và Dark Phoenix 2019. Với đẳng cấp của mình, Jennifer Lawrence cũng được cho lộ mặt thật trên màn ảnh nhiều hơn Rebecca Romijn. Nhân vật Mystic của sao trẻ hay có cảnh biến lại thành người thường để trò chuyện Ở loạt phim X-Men cũ, Mystic được khắc họa như sát thủ lạnh lùng Còn trong các phim thập niên 2010, dị nhân có nhiều tình cảm và phát triển tâm lý hơn Rebecca Romijn đóng 3 phần đầu loạt phim Theo NTEZTAINMNTNEEKLI -E -N -N -E -E Ở X-Men 2000, cô không mặc quần áo khi quay và mang 110 miếng silicon ở các vị trí quan trọng trên người chúng được dán bằng keo hoặc có sẵn chất để tự dính vào cơ thể sao nữ. Hậu trường Rebecca Romijn đóng Mystic Hậu trường Rebecca Romijn đóng Mystic Video Fox Ban đầu, E. Kích định dùng màu thực phẩm để tạo làn da xanh của Mystic. Tuy nhiên, đến phút chót, đạo diễn Brian Singer đổi ý, yêu cầu sơn lên da để tạo vẻ mờ đục, khiến khâu hóa trang cho Rebecca 8 giờ mỗi lần. Cô chia sẻ, quá trình đó rất gian khổ, tôi chỉ có một mình, hầu như không tiếp xúc với dàn diễn viên. Giống như chúng tôi đang quay hai bộ phim riêng biệt, trên trường quay, người đẹp tự đóng một số cảnh hành động khi mang lớp hóa trang dày, ngoài ra, cô còn đeo kính áp tròng để có màu mắt đặc trưng của nhân vật. Cảnh Rebecca Romijn khỏa thân trong X-Men: The Last Stand, cảnh Rebecca Romijn khỏa thân trong X-Men: The Last Stand, video, Fox. Đến X2, 2003, Rebecca cho biết thời gian tạo hình được rút ngắn so với phần đầu, với bốn phụ nữ gắn miếng dán lên cơ thể trên Entertainment, nút E E K L I, cô nói đôi khi ngượng khi phải phơi bày vùng nhạy cảm với nhiều người lúc hóa trang, sao nữ chia sẻ khó khăn lớn nhất là diễn xuất với hệ thống miếng dán trên mặt, do lớp silicon dày, tôi không biết mình thể hiện được biểu cảm mong muốn hay không. Ở các cảnh ghi hình dưới trời lạnh, e, phải giữ ấm cho Rebecca bằng áo khoác suốt lúc đứng chờ trên trường quay. Trong các tập X-Men, Rebecca đóng Mystic mà không có lớp hóa trang ở một số cảnh đặc biệt, trong X2 Sĩ nhân cải trang thành cô gái nóng bỏng để quyến rũ người bảo vệ nha giam. Ở X-Men, The Last Stand, Mystic bị bắn trúng mũi tiêm có chứa thuốc làm dị nhân mất sức mạnh, bị biến thành một người thường. Rebecca khỏa thân diễn cảnh quan trọng này. Xem thêm, sao X-Men đời đầu sau 19 năm. Ân Nguyễn